Rồi xin kính chào toàn thể anh em đến với kênh YouTube Phụ Tùng Rã Xe Lắm Quỳnh 110. Dạ em tên là Lắm, em ở Bến Tre, số điện thoại của em là 0939 530 347. Thì hôm nay em rã món con quay thái 110 đời 2000. Thì con này là đầu nồi riêu chất. Sườn đẹp. Rồi sau đây em sẽ đi vào chi tiết và báo giá cụ thể cho anh em luôn. Rồi đầu tiên là cái đồng hồ đi anh em ơi. Đồng hồ quay thái 110 đời 2000, full chức năng. Kim rin đẹp, kim này đẹp nha anh em, kim còn rất là đỏ nha. Mặt kiến có dán keo, anh em về chịu khó lột keo ra. Em đã test rồi, full chức năng. Bát móc là ok hết. Thì đồng hồ này em báo giá với anh em là 750.000, nền đẹp nha anh em. Tiền nào của nấy nha anh em. Rồi 750.000. Xe này xe giấy đùm, nhưng mà người ta đã lên đĩa hồi từ đầu hay sao anh em, thì nó cũng có thiếu cái bách nạ đĩa thôi. Dây nhựa ok anh em ơi. Rồi tiếp theo em lên sóng cho anh em cặp cùm này, chữ ta còn khá ha. Cùm riêng theo xe ha, dây riêng này đúng núm riêng luôn ha, nhưng mà nó lỗi cái chốt ở lầu lên trên luôn, nhưng mà xài ok anh em nè. Vẫn cứng ngắt ha, bắt vô vẫn cứng ngắt ha. Rồi còn cùm công tắc thì full chức năng. Nút cốt pha này còn đỏ ha anh em. Rồi cặp cùm này báo giá với anh em là 250.000. Cái này anh em lắp áo vô nhìn không thấy nha anh em. 250.000 anh em. Rồi tiếp tới bi đông sò khỉ. Bi đông sò khỉ này, sò khỉ đẹp ha anh em. Rau còn đủ này ha. Đây. Quay xuống như vậy. Đây, răng cỏ ngon lành ha. Thì bi đông sò khỉ này còn gù hết ha. Nhưng mà nó hơi lấm đớm rồi. Anh em về sơn lại. Bi đông sò khỉ này đĩa nha anh em. Đây. Đĩa thì nó khác đụng cái, nó có cái lông đền đây thôi. Thì bi đông sò khỉ này em báo giá với anh em là 400.000. Em bán bi đông sò khỉ này, thí dụ như về anh em lắp mà có hơi nên nhẹ anh em chỉnh nha, chứ thường theo xe nó cũng có ngã chút đỉnh, chứ còn em bao mà tuyệt đối thì không có. Còn ví dụ nó hơi thôi chứ không đến nỗi mà nên nhiều, trong quá trình chạy người ta cũng có té ngã đâu anh em. Rồi 400.000 ha, bi đông sò khỉ có đầy đủ gù hết ha. Gù ở đây có hơi trời trời nè, anh em về sơn lại ha. Rồi có luôn cái bát này nghe anh em, cái bát kẹp dây dầu nè, đĩa nó khác nhau, có bát kẹp dây dầu, nó không có cái bát kẹp cái dây điện mà bên cùng công tắc, nhưng mà có bát dầu ha. Rồi 400.000. Tiếp theo là combo bát nạ, bát lòng. Bát nạ này, bát nạ đùm 99 ha, bao răng cỏ cho anh em, bát lòng cũng vậy luôn, bao răng cỏ luôn. Em bán bát nạ thì em tặng kèm cho anh em hai con ốc bát nạ luôn. Bát lòng này gam rin ha, còn đẹp nha anh em. Để quay mấy anh đây luôn. Này lắp vô xe được luôn nha anh em, khỏi gam lại nha, còn khá ha. Rồi bát nạ, combo bát nạ bát lòng này em báo giá với anh em là 250.000. Đi như giá cũ đi anh em ơi. Kệ. Thời buổi khó khăn, món nào em bớt được em bớt cho anh em. Rồi 250.000. Rồi tiếp theo tới chặng 3. Chặng 3 này sơn rim nha. Đẹp ha. Chẳng ba này chẳng ba đùm anh em. Xe này xe đĩa nhưng mà chẳng ba đùm nha. Đâu để coi kỹ đó kìa. Đóng giờ quá. Thôi em bán giá chẳng ba đùm đi. Rồi khi mà khui ra. Rồi chẳng ba này báo giá với anh em là nhiêu vậy ta? 350.000 nha anh em. Tại lúc rày cước nó lên. 350.000 giống như phụ cước với anh em đi. Bao ngày thẳng cho anh em nha. Rồi tiếp theo là cặp phuộc đĩa này đời 2000, sơn rin rin nhưng mà về sơn lại đi anh em ơi. Ti đẹp, ti cực kỳ vip luôn à, nhưng mà bên đây nó có đốm nhẹ, có con đốm nhẹ chỗ này nè, nhúng không có tới đâu nhưng mà có con đốm nhẹ, rồi không có cộm nhưng mà có con đốm nhẹ nghe anh em. Đây ti này đẹp, em sẽ tặng cho anh em hai cái nút luôn, hai cái nút nhựa ở trên này em mở hình như em còn.
Đây nó lỗi cái là nó bị ổ khóa chỗ này, anh em về để sơn kim thì anh em dặm vô, còn nếu không thì anh em sơn lại. Em quay kỹ chút ha, cặp phục đĩa giá trị nó hơi cao, quay kỹ chút anh em. Đây bên đây cũng là KTHM ha. Đây. Rồi, cặp phục này tặng là kèm hai cái nút nhựa luôn, là báo giá với anh em là 2 triệu ha. 2 triệu anh em. Cặp cốt trước sau là 150 anh em. Cặp cốt trước sau là 150. Rồi, tiếp theo là để em chắc cái này phải em tháo ra em kiểm tra mới được anh em ơi. Đùm với đĩa nè. Đĩa này còn dày ha. Đĩa này người ta có bát nhẹ ăn bớt à, có vớt rồi nhẹ ăn bát rồi gì nè. Ha, có dấu mài nhưng mà còn đẹp, còn dày ha. Nếu anh em muốn mua chốt luôn thì em bán cho anh cái đồ, anh em cái đùm với cái đĩa này luôn là 750. Còn nếu mà đợi tháo ra kiểm tra thì để còn cái cốc này để em bán cho ông anh em rồi, bữa hổm muốn mua cặp bánh mà thiếu cái con cốc kêu mét này ha nè. Rồi ha, nếu anh em mua tù mù á, đùm này không có lỏng lưng. Rồi tù mù á là đùm đĩa này với cái đĩa luôn á là 750 ha. Còn nếu em tháo ra kiểm tra thì câm niềng này lai rồi, câm niềng này câm niềng mới rồi. Rồi tiếp theo là bộ tai dây heo. Tai dây heo đúng quê Thái ha, sơn green. Đang hoạt động ngon lành. Còn anh em về muốn kỹ thì vệ sinh cho thêm. Đây ký hiệu ở trong này ha, quê Thái nè. Rồi số 0 á, đời 2000 anh em. Cái bát này nó thiếu một cái bát kẹp dấu dây dầu. Đây nè, có một bát kẹp này nữa nè. Còn cái dây này thì dây này đét 2000 anh em, 00 nè. Dây còn đẹp đấy nè, dây còn đẹp, mất cái bát đó, dây còn khá đẹp ha. Rồi cái tay dầu trên là riêng theo xe, đâu rồi, ký hiệu đâu rồi, đây, cái số 0 nhỏ ở trong em biết thấy không ta, đây, cái số 0 nhỏ đây nè, rồi, cái số 0 nữa nè, rồi, riêng theo xe ha, hoạt động ngon lành. À, buôn phun bộ tai dây heo này anh bán anh em giá 1 triệu mốt. Thế giờ nó mất cái bát này chỗ này em có mà của cái khác là em mới công lắp vô quá anh em, nên em bán giá 1 triệu mốt cho anh em săn cái đó lấy vô, mua cái đó chắc khoảng 100 ngàn. Thường thường ta bán cái bát nó full luôn mà mới có 200 ngàn à. Rồi tiếp theo ổ khóa riêng theo xe đời 99, dây không đứt nối, lỏng chè về đó cũng không phải chị riêng đó anh em. Ủa, quên em lấy cái khóa sau kìa. Rồi khóa sau đầy đủ ha, 150 ngàn ha anh em. Quay cho anh em xem cái lưu ý là lỏng chìa ha, chìa trước lỏng nha, khóa trước lỏng. Rồi cái mã số rồi rồi đồng hồ cầm tới rồi tới củ đề bộ bình xăng con, củ đề này bao nhiêu máy anh em, mình rất là đẹp luôn. Đây để em tả trước đây rồi em nổ máy em test củ đề bình xăng con rồi cái bô với anh em luôn. Củ đề này tem riêng rất là đẹp nha anh em, đây mình rất là đẹp luôn, em rờ ốc phải có dấu chạm rồi nên trên xe rất là im. Rồi để em quay bên đây luôn cho anh em xem kỹ củ đề trước. Đây bát này còn đẹp nha anh em, bát này mà anh em rửa ra một cái là rất là đẹp nha. Rồi cái này không rách luôn nè. Rồi bình xăng con thì co xăng thì 99, bình hình nãy hình như bình 2000, bue còn đẹp hết nè, đây có trầy chút xíu nè, vấn đề nha, cái này về xe ba hết nha anh em, mất xá xỉ. Lưu ý ha, bộ bình xăng con này không có xá xỉ ha. Có làm sao bán vậy anh em, không có xá xỉ nha. Bình xăng con 2000, bình xăng con đẹp ha, trái ga rất là đẹp anh em, không có liếm. Anh em nào mua thì kết bạn Zalo em gửi hình cái trái ga cho ha. Rồi phun bộ bình xăng con này từ co xăng bình xăng con rồi tới bô e, bao garanti cho anh em
trên xe không chảy xăng dư, không có xá xị, em bán anh em với giá là 1,2 triệu trái ga đẹp nha anh em. Còn cái chuyện mà em bán bình xăng con mà có đóng ôn tu hay không đóng ôn tu là cái đó em không bao, tại vì em bán tù mù trên xe. Còn khi nào mà em rớt xe xuống rồi em đăng một clip khác nữa thì lúc đó em mới kiểm tra thì em bán cái đó là giá nó khác, ví dụ có đóng không có đóng thì giá nó khác nhau. Còn như vậy là em chỉ bán là bao garanti với bao không chảy xăng dư cho anh em thôi, nên là cái nhiều lúc anh em nó về sau đóng rồi hay là chưa đóng gì thì bây giờ chưa đóng thì anh em hưởng, còn đóng rồi thì cũng chịu thôi anh em ơi. Chứ bây giờ em bán trên xe như vậy mà anh em kêu em bao đủ thứ hết sao em bao được, đúng không? Giá này rất là hữu nghị anh em, 1,2 triệu anh em, là co xăng, bình xăng con Boe, bình xăng con đẹp, trái ga đẹp nha, không chảy xăng dư, bao garanti cho anh em. Rồi còn cũ đề này em báo giá với anh em là mình đẹp bao nhiêu máy, cũ đề này 800.000 nha anh em, rẻ rất là yên. Rồi mô pin này á, là nó dính bị chảy nhựa anh em, thì bây giờ cái này anh em về vệ sinh đó ha, em có ngâm dầu rồi nè, từ từ nó tróc ra. Mô pin này tháo ra mà không nứt á thì em báo giá với anh em là 400.000, nó chỉ lai chụp thôi, dây thì dư sức ha, dư sức qua cầu luôn, bát đẹp luôn nè, 400.000 anh em. Rồi tiếp cây bô này có ông manh dặn mà không biết ông có lấy hay không, là cổ rin theo xe, dĩ rin mình đẹp, cây bô này đời 2000 2001 thì chưa biết, chỉ biết đích đen thôi, chưa tháo ra. Ở đây nó có hơi mất nhẹ nè ha, chưa có dấu hiệu gì lủng nè, nó hơi mất nhẹ nè nè, thấy không, nó hơi cấn cấn nhẹ đó ha. Rồi mé trong này thì nó có hơi chạy chút xíu ở chỗ này thôi, mặt dưới là em coi để em quay cho anh em xem luôn, dưới đẹp hết nè. Rồi tiếng bao căng cho anh em luôn, nãy em ở góc bình xăng lớn bây giờ em bị rè quá nè. Rất là đẹp anh em, không cấn mớp gì hết nha, phải nhìn kỹ cho mà nó dễ. Còn anh em muốn rõ nữa thì đợi em tháo xuống thì em sẽ chụp chi tiết hơn. Còn giá về là em bán anh em với giá là 4,5 triệu anh em. Nè nó chỉ cấn ở chỗ này thôi nè, thấy không? Nhìn thấy có cấn ha, còn lại là đẹp hết, xi sáng bóng hết. Quay qua bên đây mấy anh em thấy được cái cổ rin, cổ rin mà không có đẹp nha, tại tầm này thì nó không có đến nỗi vip nha anh em, vip nữa phải trên từ 6 triệu đó lên. Nè cổ rin ha, bô được cổ rin này cũng khó kiếm rồi anh em, 4,5 triệu ha anh em, cũ đề 800. Rồi tiếp theo tới giò đạp máy, giò đạp máy tặng kèm con ốc luôn, ốc là đẹp nha, ốc là đẹp. Giò đạp máy này em báo giá với này, cái đầu này cũng đẹp đó nè, cứng ngắt ha. Giò đạp máy này tính anh em 180.000 thôi, không bằng cái cần 2.000 bữa hổm, ô cái giò 200.000 bữa hổm, 180.000 ha anh em. Rồi cần thắng, thắng là hơi xấu, tặng cho anh em cái đũa thắng riêng luôn, 100.000 ha anh em, vậy nó cũng ngay anh em. Rồi tiếp theo là tới cặp các chân nhôm sao, bên đây thì đẹp nè, em bán cây bên đây nè, cây bên kia nó bị lỗi rồi anh em. Đây cái này riêng nè, chữ R bự nè, anh em về có bù phép gì vô cao su lại thì vô ha. Bên đây rin nè, bên đây cũng rin luôn. Đây trên xe thì vẫn xài được á, nhưng mà cái này nó bị tét á nè anh em thấy không. Rồi em bán anh em cặp các chân này luôn, bách sắt luôn, là 120.000, rẻ lắm rồi nha anh em, cặp bách sắt không đã là 100.000 rồi. Lưu ý nha, cái này nó bị gãy chỗ này tét đây ha, 120.000 nha anh em. Rồi cần số này thì em bán cho ông anh rồi, có ông anh cũng đặt hàng rồi nên em không bán cần số 99 mà mòn mòn gì được ha. Tiếp theo các chân 2 tầng bao ngay thẳng cho anh em, chân chống nghiêng này không có rin nha, lô rồi mà còn xài được. Khung con thì đầy đủ, 350.000 anh em, ngay nha anh em. Rồi tiếp theo là cái cặp phục sau này, như của anh pha vậy ta, này diễn biến nhúng ngon lắm anh em, 100.000 anh em, 100.000 ha, hiện tại chưa thấy xị, 100.000 ha.
Rồi tiếp theo combo IC sạc chóp rà le. Nào, coi cả. IC là 9.0, sạc là 9.D. Còn rà le. Thì combo này vẫn báo giá anh em là 750 bao sống anh em. Rồi tiếp theo tới hộp bình, cái dây này lai rồi. Rồi bỏ xấu quá. Hộp bình cúp đồ. Cúp đồ này đẹp nha. Cúp đồ này đời 99 anh em. Không có lỗi lầm gì hết, cúp đồ này đẹp luôn. Hộp bình cúp đồ với đuôi biển số, đuôi biển số này về cho anh em sơn ba lại ha, hoặc là sơn lại ha. Thì là 350 ha anh em. Cái lường nước nó bị hư rồi. Rồi tiếp theo là tới cái đuôi đằng lái. Đuôi đằng lái này hơi khá tiền chút xíu, 350 nha anh em. Lý do đẹp nè. Đây, nhan nè. Đuôi lái nè. Không nứt gì hết nè. Rồi nó mất miếng kiến dưới này. Miếng kiến này rồi, nhưng mà em bù lại em tặng cho anh em hai con ốc này, hai con ốc rin theo xe đẹp nè. Ha, cái đuôi này đẹp nè anh em, cực kỳ đẹp nha. Rồi. Thôi bán anh em miếng kiến thì khó kiếm hết ta, không biết còn không ta. Rồi nếu em không có miếng kiến này thì em bán cho anh em giá 300.000 đi. Còn nếu em có miếng kiến là bán 350 nha. Miếng kiến nó khó kiếm lắm nha nè. Rồi đuôi đằng lái 300.000. Rồi còn gì nữa ta? Đường dây điện. Đường dây điện xe này nó hơi xấu. Nhưng mà bao rin chảy nè. Xài được, kỹ năng ở chỗ này đứt cái dây nè ha. Đây, đứt cái dây nè. Này ủa, không có đứt. Mà cái dây mobile này có đứt nè, hay gì nè. Chưa coi kỹ nữa, tóm lại em bán 100.000 anh em ơi. Anh em về anh em gắn xe bèo cũng được. Anh em sửa lại. Mất cái dây bao da dưới này. Anh em sửa lại anh em gắn quay thái cũng được anh em. Trên xe là còn lành hết, 100.000 anh em, giá này rẻ rồi nha. Rồi tiếp theo bình xăng lớn. Bình xăng lớn rin theo xe, nắp bình xăng lớn đẹp. Nè, rin ha. Xinh lẹ hả nè. Đây bình xăng lớn. Đây 2.000. Lưỡi gà đẹp nhưng mà lưỡi gà nó có hơi dấu hiệu nứt nứt rồi nè, thấy không? Anh em lắp không sao. Cái bát bên đây thì nó râu bên đây nó đẹp nè, nhưng mà cái râu bên đây nó bị mòn hết suốt rồi nè. Đa số nó bị cái râu bên đây nhiều. Rồi cái bát bắt yên. Cái bát bắt hai cái thân ở dưới cũng còn nữa nè. Rồi bát chặn hai lỗ nè, rồi cao su con này kia là đầy đủ hết. Nhưng mà lưu ý anh em là cái bao xăng này là bao xăng mới ha. Hình như là rin mới. Của anh pha gì không biết, nhưng mà dây rất là dài anh em. Dây dài mà sao có dắt lại mới quá. Em không biết hàng gì nữa. Nó tóm lại là hoạt động ok. Rồi, tới đây luôn ha, ông xăng tới đây luôn ha. 500.000 nha anh em. Hai bên này cực kỳ đẹp. Chỉ có một cái râu lỗi, một cái râu nó bị mòn mòn cái đó. Anh em mài nhẹ cái anh em xài luôn cũng được. Đây nè. Thấy không? Nó hơi mòn nè, anh em mài nhẹ chút ở đây nè, anh em xài bình thường. Bát đầy đủ hết. 500.000 ha anh em. Quên nữa, đây nữa, bộ ba nắp lóc 550.000 y cũ anh em. Nắp nhựa đẹp mà mới nứt nè, cái này chắc chơi vận chuyển hay sao là mới nứt nè. Uổng ghê, cực kỳ đẹp luôn. Nắp nhựa này tới tiền luôn. Rồi, bộ ba nắp lóc này em bán anh em với giá 550.000 ha. Rồi, em nổ máy test một lần nữa cho anh em. Đầu bò này là có xăng thì 99, lòng 99 nè. Xe này xe 2.000 anh em. Nhưng mà được cái lòng 99 nha. Đầu bò này em bay máy cho anh em. Hiện tại là ở tầm đa nhưng mà khi tháo ra cũng không biết. Này chủ yếu quay clip để cho anh em nghe kỹ cái tiếng máy cho nó dễ. Rất là im luôn anh em. Bao khói nha anh em, hồi nãy em có test bo, em có quay rồi, không có miếng khói nha anh em. Không có kêu, không gõ nha. AT-7 anh em. Còn xe này còn thiếu gì nữa ta? Quên nó còn cái đùm sao thì để tháo ra mới báo giá anh em được. Cái đèn này nó bị giật rồi nè. Rồi gấp hộp sơn. Gấp hộp sơn đời 2.000, loại không xài ống chỉ. Tem riêng còn nhưng mà mất chữ hết trơn rồi. Bao một lũng cho anh em. Gấp là ngon lành. Gấp đẹp nha. Quên cặp cốt hồi nãy nó 150 em quay cặp cốt luôn nè. Bát tăng sơn đầy đủ, canh đầy đủ ha. Về cho anh em xi lại.
150.000. Rồi thì đây, gấp này gấp lại 2.000 nghe nè. Gấp này cái gì vậy? Ở cái hiệu 99 nhưng mình lại gấp 2.000. Cái vụ đó là có hoài nha anh em. Đây. Gấp còn khá đẹp nha, còn hộp sên. Gấp hộp sên này 550, lý do là hộp sên nó bị tét này chút xíu nè. Chứ nếu không thì em bán cái bộ này cũng khoảng 700 anh em. 550 rất là rẻ rồi nha anh em. Anh em thấy được thì ủng hộ em ha. Rồi cũng kinh tế khó khăn này, mình thấy món nào mình thấy giá mình vừa tiền thì mình cứ chơi anh em. Rồi tiếp theo tới bộ áo. Xe này là giấy màu quên tới bộ giấy chứ. Giấy màu xanh nhưng mà áo màu đỏ đen anh em. Triết mua xe đi không biết đường đâu rờ anh em. Rồi. Xe này nhãn hiệu Wana vậy nè, trúng thế nha anh em. Đăng ký tới 2002 là 29R90269. Thì xe này em bán theo kiểu là anh em mua sườn lóc cà quẹt biển số thì em bán cho anh em là giá hữu nghị cho anh em là 2,5 triệu. Sườn đẹp nha anh em, sườn cực kỳ luôn. Đây 2,5 triệu nha, sườn cả năm còn dài cui nha, em sườn còn luôn ha. Rồi rau bên đây cũng còn luôn. Nói tóm lại là bao ngay thẳng cho anh em. Có này nó hơi ra ten thôi chứ không phải không có dấu hiệu gì đâm đụng nha. Sườn đời 2.000. Này không không nè. Rồi nếu mà anh em mua sườn lóc cà quẹt biển số là 2,5 triệu với trúng thế. Còn nếu anh em muốn mua rẻ nữa thì anh em mua cái lóc cà quẹt kèm theo cái biển số với số khung là em bán 1 triệu ha. Rồi em sẽ bán sườn lẻ cho anh em khác. Rồi sau đó nè. Rồi em quay tới bộ áo chứ cái yên nữa kết thúc video anh em. Áo bây giờ em bán cái mình sao. Mình sao là 500.000 nha. Mình sao là gồm 2 thân cốp miêu rùa. Nó hơi xấu nha. Bát này còn nè. Nhưng mà gãi cái bát ở dưới thùng xăng này ha. Này còn hết nè ha. Áo này áo đời 2.000 nha anh em. Đây. Tem lô nha. Tem đừng có tính. Màu đen. Bên sao màu đen cho anh em về lấy phôi. Anh em nào chơi tay màu đen thì lấy phôi ha. Đây bát này còn được nè. Nhưng mà gãi bát dưới thùng xăng với bát trên thùng xăng nè. Không có bị tét. Tét đâu rồi. À, đây là 2 bát này còn đủ anh em. Đây cũng còn đẹp này nha. 2.000 cái gì nè. Giờ quá. Ra. Mấy em rửa mấy ngoài không quên rửa mấy trong. Có 500.000 nghe anh em. Nó phải có lỗi này lỗi kia nè, thấy không? Mất hơn chút xíu nữa không? Rồi. Cái này sơn zin anh em. Cái miêu rùa đâu ta? Miêu rùa nó bị gãy hết chút rồi nè. Đây, miêu rùa này nó gãy cái bát này hết chút anh em về hàng lại ha. Bên đây thì còn nguyên. 2 bát dưới còn luôn. Áo này cũng còn khá này, cũng được. Rồi 500 nhiêu đây. Rồi tiếp theo 2 cánh bửng. 2 cánh bửng màu đỏ cho nên lấy phôi sơn bát này còn đủ nè. Mất gót hết chút xíu nè ha. Để coi bên trong. Bên trong còn khá này nè. 2 khô bò còn đủ nha. Coi đét kia. 2.000 anh em, tháng 3 2.000. Khung dây thôi, khung thun áo còn đủ nha. Rồi, bên đây thì gãi một cái bách lớn thôi. Gót bên đây cũng gian, đi ra gót bên bển nha. Về anh em hàng nhẹ ăn gái. À, này kỹ là chắc kèo, hơi yếu yếu rồi nè. Rồi. Bộ áo này, ủa 2 cánh bửng này em báo giá với anh em là 700.000. Anh em có mua 2 cánh bửng ngoài cũng bán, mà anh em mua 2 bửng trong cũng bán luôn. Rồi tiếp theo cái mặt nạ. Nạ này hơi xấu anh em, 100.000 anh em. Nè, tét ở đây nè ha. Cái này về hàng dễ nè. Giờ mất con bát này, anh em phải kiếm cái bát nào mới để vô mới được. 2.000 anh em. 3 cái lỗ này thì còn đẹp nè. Không lỗi làm gì hết. 100.000. Rồi tiếp theo là chá nhan. Chá nhan này là bán nhiêu đây nhiêu ta,
nhan đẹp anh em, nhan này ít trầy ha. Cái chá này riêng theo xe à, ở trong nó có hơi chảy nhẹ thôi, nhưng mà kính đẹp nè, kính không có răng, không có trầy hay hơi chứ không có răng à, lai còn ốc dưới. Chú quý là này nó bị gãy hai cái bát nè, cái bát trên nó còn thịt này còn hàng được, mà cái bát bên đây nè mất luôn rồi, ở dưới còn hai bát dưới còn. Thì cái đầu đèn này là hình như hàng khái mới vậy nè, không biết hàng gì nữa, mà nó người ta tự khoét mà chứ không phải là riêng theo xe nha, xấu quá. Em bán chá nhanh thôi nè, còn cái đầu này em có lấy thì em gửi theo chứ em không có bán nha. À, chá nhanh này em báo giá với anh em là 350 nha, 350 nha, giá rất là rẻ rồi nha em. Anh em đừng kêu bớt nha, em bớt không nổi nha em, con cũng đã xe cũng phải có lương mới sống nổi cho nè. Rồi tiếp theo là tới cái dè với hai cái ốp dai, ốp dai này ốp dai đĩa nha nè, bát còn ha, bát còn nha, đa số là nó gãy cái bát này nhiều lắm mà này còn nè, để lên theo xe ha, đời 2000. Ba bát này còn đủ luôn, là lý do người ta kỹ quá, người ta tách keo nó còn, nó không nó gãy hết tên. Có trầy nè ha, còn bên đây đó là gãy một cái bát trên nè ha, đời 99, 2000 luôn. Dè dép dai này em báo giá là 450 nha. Này dè đẹp rồi, ở dưới này là bình hàng được hết nha anh em, ba lỗ này còn đẹp nè ha. Cho anh em về sơn ha. Này đời gì ta, 99 là gì quá, 2000 chứ quên. Rồi dè dép dai ốp dai đĩa nha, là cái bộ này thì làm 450. Tiếp theo là cái yên nữa là kết thúc video nè, dài quá rồi. Yên này là đế đẹp nha, cao su đế yên đầy đủ. Rồi nè, em quay qua cái cho anh em xem nha. Yên đây đời nhiêu rồi ta, đời 2000 anh em. Da ta mới lợp lại, anh em muốn xài xài, anh em muốn lợp lại thì lợp. Cái da này không đúng form của, không đúng của quay à, nó không có cái viền nè anh em. Em bán anh em 200.000 ha. Để anh em về lấy đế để cao su yên. Rồi em còn một cái yên nữa anh em ơi, quay cái yên này nữa. Đây cái yên này cũng đế đẹp luôn, cao su đế yên đầy đủ luôn ha. Yên này đời 99, da rách nha, chó mèo gì nó cắn nè, cái phơm nó cũng còn được lắm, nó hơi xẹp anh em về hơi hơi nè, anh em về đột lại ha. Rồi bớt anh em đi, tính giá 180.000 thôi, cho anh em về lặp lại. Yên này còn đẹp, coi đẹp hơn cái yên kia ta, cái đế đẹp hơn. Rồi em vừa gửi anh em một số giá của một số món của chiếc xe quay Thái 110 đời 2000, giấy đùm mà lên đĩa. Rồi mong anh em ủng hộ em ha, số điện thoại của em là 0939530347. Rồi thằng chào anh em.